Nhằm cung cấp thông tin và kịp thời giải đáp các thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về các nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2020. Nếu cần hỗ trợ các nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có thể liên hệ trong giờ hành chính theo số điện thoại 024321 81385. Việc hỗ trợ thí sinh qua số điện thoại này được chia làm hai đợt. Đợt 1 từ nay đến ngày 5 tháng 7 năm 2020, đợt 2 từ ngày 5 tháng 8 năm 2020 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020. Thí sinh cũng có thể gửi thông tin theo email hỗ trợ thi 2020@moes.gov.vn. Thời gian từ nay đến ngày 23 tháng 9 năm 2020. Thưa quý vị, mùa tuyển sinh 2020, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động mở ngành mới, đa dạng các hình thức tuyển sinh, trong đó có tuyển sinh online để thu hút thí sinh. Có thể thấy những tính năng ưu việt của công nghệ thông tin đã được các trường thực hiện nhằm gỡ rối mùa thi cho thí sinh và phụ huynh trong năm nay. Chuyên nghiệp, hiện đại, nội dung tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp của trường cao đẳng truyền hình được xây dựng hấp dẫn với từng chuyên đề phát định kỳ vào các ngày cuối tuần. Đến nay, sau hơn chục số live stream, nhà trường đã thu hút được hàng chục ngàn thí sinh và phụ huynh đăng ký theo dõi. Bọn em cứ hay trêu đùa với nhau một chút, đấy là đối tượng khách hàng của những trường cao đẳng đại học hiện nay, nếu mà muốn tiếp cận với những đối tượng khách hàng đó thì họ đều là những người trẻ. Làm ở trên mạng xã hội là một cái nền tảng rất là quan trọng hiện nay để có thể tiếp cận được với các bạn khán giả trẻ và các bạn học sinh sinh viên. Và thậm chí là đến thời điểm hiện tại thì không chỉ có học sinh sinh viên họ mới dùng mạng xã hội đâu, mà các bậc phụ huynh họ cũng dùng, và thông qua đó để tìm hiểu những thông tin về để tư vấn lại cho con em của mình. Tận dụng ưu thế là môi trường đào tạo báo chí và truyền thông chuyên nghiệp. Chính vì vậy, trường đã phát huy được thế mạnh khi xây dựng chương trình tuyển sinh trực tuyến năm nay. Đồng hành trong 60 phút vàng tư vấn có sự tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị hợp tác với nhà trường. Đặc biệt, để có những phút lên sóng chuyên nghiệp, phía sau hậu trường không chỉ là các thầy cô giáo mà còn các em sinh viên năm thứ nhất. Điều này đã mang lại lợi ích kép khi sinh viên có cơ hội được rèn nghề. Bọn em học biên khoa quay phim, bọn em sẽ được học từ 8% là thực hành. Còn lý thuyết bọn em chỉ học 2% thôi. Bọn em sẽ được nhà trường cho đi thực hành làm về truyền hình nội bộ và hoặc là quay các cái bài tập. Cái hình thức livestream tuyển dụng hiện tại nó là một cái cách mà tiếp cận nó khá là mới mẻ, nhưng mà nó lại là phù hợp với tình hình thực tế. Khi mà các cái nền tảng mạng xã hội và các cái nền tảng truyền thông nó phát triển hơn, các bạn học sinh không phải tập trung ở một cái khu vực để được nhà trường tư vấn trực tiếp nữa, mà các bạn ấy có thể thông qua các cái nền tảng mạng xã hội, các bạn có thể tiếp cận với nhà trường. Đáp ứng xu thế 4.0, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng chủ động mở các ngành nghề mới đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đảm bảo việc làm và mức lương hấp dẫn sau khi sinh viên ra trường. Nắm bắt xu thế phát triển của ngành thì cao đẳng truyền hình đã chủ động nghiên cứu thị trường và mở ra các cái ngành nghề đào tạo mới rất cần cho cái công nghệ truyền thông số, như là truyền thông đa phương tiện, đồ họa đa phương tiện, sản xuất phim hoạt hình, kỹ thuật truyền thông đa phương tiện, rồi kỹ thuật điện tử truyền thông. Tổ chức tuyển sinh thêm 3 nghề mới trong lĩnh vực y học. Đấy là cái ngành về kỹ thuật viên xét nghiệm y học, về thiết bị y tế, về chẩn đoán hình ảnh, là những ngành nghề mà hiện nay ngành y tế đang rất thiếu. Và chúng tôi cũng khẳng định là những ngành nghề này khi sinh viên tham gia học ngành này thì sẽ 100% sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Năm 2020, việc Bộ Giáo dục Đào tạo chốt chỉ có kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các trường đại học được xét tuyển học bạ đồng nghĩa với thí sinh trúng tuyển vào đại học dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây cũng là sức ép, song cũng là cơ hội để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới tuyển sinh, thu hút người học bằng chính chất lượng đào tạo và sự cam kết việc làm cho sinh viên khi ra trường.